Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Hãy like video và đăng ký kênh để theo dõi tin tức mới nhất. Trung vệ Arsenal bỏ túi Haaland sở hữu thông số tốt nhất ngoại hạng Anh, sánh ngang Van Dijk. William Saliba khiến Erling Haaland vô hại trước Arsenal, nhưng Haaland chỉ là một trong nhiều nạn nhân của cầu thủ người Pháp. Premier League sau 8 vòng đã có nhiều trận đấu hay, cảm xúc và cho khán giả được thấy năng lực của một số cầu thủ nổi bật. Nhưng trong khi các tiền đạo và tiền vệ dễ được chú ý bởi tham gia vào các bàn thắng, những hậu vệ đôi khi chỉ được nhắc đến nếu tỏa sáng ở các trận đấu lớn, kèm cặp những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất giải. Trận đấu Arsenal-Man City ở vòng 8 là một trong những cơ hội để các hậu vệ thể hiện mình, và William Saliba đã không bỏ lỡ. Anh giúp khóa chặt Erling Haaland giúp Arsenal thắng 1-0. Không chỉ dứt chuỗi không thắng trước The Citizen, đây là lần đầu Arsenal giữ sạch lưới trước Man City kể từ tháng 1 năm 2015, 16 trận liên tiếp thuận lưới. Cuối mùa trước, Gabriel Jesus đã bình luận rằng cơ hội vô địch của Arsenal bị mất khi Saliba dính chấn thương, và tầm quan trọng của cầu thủ người Pháp tiếp tục được nhấn mạnh ở mùa này. Trước Man City, không một lần nào Saliba thua trong các pha đấu tay đôi, cũng không phạm lỗi nào. Nếu tính từ đầu mùa, Saliba thậm chí chưa thua một pha đấu tay đôi nào, trong khi mới phạm lỗi 2 lần. Trong các trung vệ đã đá từ đầu mùa, chỉ có tân binh Mickey Van de Ven của Tottenham đạt được thông số tương tự như Saliba, và cả hai đội đều đang bất bại. Nếu tính từ đầu mùa giải trước 2022-2023, trong số 229 cầu thủ đã có số lần đấu tay đôi trực tiếp vượt quá 50 lần, thì Saliba mới chỉ bị vượt qua bởi 3 người, Son Heung-min, Goncalo Guedes và Dominic Calvert-Lewin. Saliba trong thời gian qua đã được phán Arsenal đánh giá là trung vệ tốt nhất của câu lạc bộ kể từ sau Sean Campbell, người góp mặt trong đội hình pháo thủ vô địch mùa 2003-2004, bất bại. Trong khi đó, các thông số phòng ngự nâng cao của trung vệ 22 tuổi đang ngang tầm với Virgil van Dijk giai đoạn 2018-2020, khi van Dijk thậm chí được đề cử quả bóng vàng. Nhưng Van Dijk khi tỏa sáng rực rỡ cho Liverpool thì đã 27 tuổi, trong khi Saliba lúc này mới 22 tuổi và còn nhiều năm đỉnh cao phía trước. Huấn luyện viên Mikel Arteta đang có may mắn sở hữu một trung vệ đẳng cấp hàng đầu châu Âu, và trong lịch sử Arsenal luôn vô địch bóng đá Anh với những trung vệ cựu phách. Từ Herbie Roberts của những năm 1920 và 1930, Frank McClintock của những năm 1960 và 1970, Tony Adams và Sid Baldwin của kỷ nguyên George Graham và Arsene Wenger, và Sean Campbell của giai đoạn 2001-2006, QD, Manchester City khi hệ thống thiếu Kevin De Bruyne và Rooney. Trong 4 trận gần nhất trên các mặt trận thì Manchester City của Pep Guardiola đã để thua tới 3 trận, điều rất ít thấy dưới thời của vị huấn luyện viên này. Nổi bật lên trong những lượt trận thảm họa này chính là sự thiếu vắng của Kevin De Bruyne và Rooney, linh hồn nơi tuyến giữa của nửa xanh thành Manchester. Kể từ khi xây dựng đội hình tại Manchester City, nói không quá, khi sự xuất hiện của Kevin De Bruyne và Rooney chính là hạt nhân để Pep Guardiola có thể xây dựng nên một đội hình như ý. Từ đó dần phát triển lên cho đến mùa giải 2022-2023, cực kỳ thành công với chức vô địch ngoại hạng Anh và Champions League. Có thể nói đây chính là bộ đôi ở giữa sân hay hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại, với một thiên về tấn công và một thiên về phòng ngự kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Nhưng đó là chuyện của mùa giải trước, còn ở mùa giải mới 2023-2024, mọi chuyện đã không còn thông thuận như thế nữa. Ở mùa giải trước, khi mà Kevin De Bruyne hoặc Rooney gặp chấn thương không thể thi đấu, trong tay Pep Guardiola vẫn còn Ilkay Gundogan để lấp vào một cách hoàn hảo, hoặc có thể kéo Phil Foden hoặc Bernardo Silva về mà không có gì phải lo lắng ở cánh phải khi có Riyad Mahrez ở vị trí này. Có thể nói ở mùa giải trước, Pep Guardiola không phải sầu lo về chiều sâu đội hình, khi bất cứ vị trí nào cũng có được sự thay thế tương xứng. Nhưng ở mùa giải này, khi mà Ilkay Gundogan và Riyad Mahrez đã rời câu lạc bộ, Kevin De Bruyne đã 32 tuổi không còn sung mãn như trước, thì chiều sâu đội hình của Manchester City đã lâm vào báo động. Dù Pep Guardiola hiểu điều này và đã đưa về những Mateo Kovacic, Jeremy Doku, Matheus Nunes để lấp đầy chỗ thiếu hụt, nhưng thực tế đã cho thấy như vậy rõ ràng là chưa đủ. Thực tế là, khi Kevin De Bruyne gặp chấn thương không thể thi đấu, Pep Guardiola vẫn có thể sử dụng bộ đôi Phil Foden, Julian Alvarez để lấp vào, đảm bảo sức mạnh nơi tuyến giữa của Manchester City. Nhưng khi mà Rooney bị treo giò do thẻ đỏ thì giống như vết nứt cuối cùng khiến cho cả bức tường sụp đổ, bởi tuyến giữa của Manchester City đã không còn đủ sức mạnh cần thiết để thực hiện đúng ý đồ chiến thuật mà Pep Guardiola đề ra. Không khó để thấy sự thiếu vắng của Kevin De Bruyne đã gây tác động trực tiếp đến phong độ ghi bàn của Erling Haaland, khi chân truyền này rất hiểu và hợp với phong cách của Erling Haaland.
Đó là nguyên nhân chính giúp Erling Haaland ghi tới 36 bàn trong 38 vòng đấu ở mùa giải trước. Nhưng chân sút này lại tịt ngòi tới một nửa số trận trên tổng số 11 trận ở các mặt trận kể từ khi Kevin De Bruyne gặp chấn thương không thể thi đấu. Pep Guardiola cũng đã có phương án dự phòng khi Kevin De Bruyne năm nay đã 32 tuổi, khi chuyển sang vận hành tuyến giữa với bộ đôi Phil Foden, Julian Alvarez, và Manchester City vẫn tiếp tục duy trì được sức mạnh vốn có. Nhưng khi mà Rodri bị treo giò do thẻ đỏ, thì đó thực sự là thảm họa của Manchester City bởi họ không còn cái tên nào đủ lấp vào vị trí này, từ đó tạo nên một lỗ hổng thực sự lớn nơi tuyến giữa để đối phương khai thác. Trên thực tế thì Pep Guardiola đã không khá nhiều cái tên để lấp vào vị trí này như Calvin Phillips, Mateo Kovacic, Matheus Nunes, thậm chí là cả Wilson Lewis sĩ mới 18 tuổi. Nhưng một mẫu cầu thủ công thủ toàn diện, một mắt xích tạo sự kết nối cho hai tuyến một cách hoàn hảo như Rodri, thì rõ ràng là Pep Guardiola không có sự thay thế tương xứng nào cho vị trí này, đặc biệt khi phải đối đầu với những đối thủ có tuyến tiền vệ mạnh. Cụ thể là trong 3 trận đấu thiếu vắng Rodri tại ngoại hạng Anh cùng Carabao Cup, Manchester City đều bại trận. Ở giữa 3 trận thua này thì Manchester City có trận thắng 3-1 trước RB Leipzig tại Champions League, nơi mà Rodri có thể ra sân do không liên quan đến chiếc thẻ đỏ tại Anh. Có thể thấy, sự thiếu vắng Kevin De Bruyne sẽ khiến các phương án tấn công của Manchester City giảm sút đáng kể. Và sự thiếu vắng Rodri sẽ khiến cho câu lạc bộ này gặp khó khăn không nhỏ trong việc triển khai lối chơi. Mà cách khắc phục rõ ràng chỉ có thể là tiêu tiền trên thị trường chuyển nhượng để đưa về những cái tên phù hợp, như cách mà Manchester City đã ve vãn Declan Rice trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua nhưng bất thành. Trước mắt thì vẫn còn kỳ chuyển nhượng đông để Pep Guardiola tìm những phương án dự phòng chất lượng cao. Nhưng trước đó, khi mà Rodri đã trở lại thì nửa xanh thành Manchester sẽ phải không để mất bất cứ điểm số nào nữa thì mới có thể bảo vệ được ngôi vương ngoại hạng Anh. Trong mùa giải mới 2023-2024, Cao Duy, Chelsea bán đứt Lukaku cho Astroma. Chelsea đồng ý bán Romelu Lukaku cho Astroma vào cuối mùa bóng 2023-2024 với mức phí 37 triệu bảng Anh. Hồi tháng 8 vừa qua, tiền đạo người bị gia nhập đội bóng áo bả trầu theo bản hợp đồng mượn một mùa giải. Lukaku ngay lập tức gây ấn tượng tại môi trường mới, ghi 7 bàn trong 8 lần ra sân cùng Astroma. Chân sút 30 tuổi bị gạt khỏi chuyến tập huấn trước mùa ở Chelsea và nhiều khả năng sẽ không bao giờ khoác lại màu áo xanh thành London. Khi giao kèo giữa Lukaku và Roma hết hạn vào cuối mùa giải này, anh vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea chấp nhận bán đứt Lukaku cho đội bóng thủ đô Rome hè tới với mức phí 37 triệu bảng. Đây là thương vụ lỗ to của đội bóng thành London bởi họ từng phải chi 97,5 triệu bảng Anh để rước Lukaku về từ Inter hè năm 2021. Kinh nghiệm chơi bóng tại Serie A đã giúp Lukaku nhanh chóng thích nghi cùng đoàn quân huấn luyện viên Jose Mourinho. Sau khi ghi cú đúp vào lưới Cagliari cuối tuần qua, tay săn bàn người bị chia sẻ: "Tôi và thầy Mourinho giữ mối quan hệ đặc biệt. Ông ấy biết tôi từ lúc còn là đứa trẻ. Mourinho là người tôi có thể đặt niềm tin và ông cũng luôn tin tưởng tôi. Chiến lược gia người bị là người cá tính và điều đó sẽ giúp tôi thêm trưởng thành." MU tống khứ Jadon Sancho theo cách ít ai ngờ. Đội bóng thành Manchester sẵn sàng trả một phần lương Sancho để anh chuyển sang đội bóng khác theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Jadon Sancho bị trục xuất khỏi đội một kể từ khi đăng đàn phản pháo, miêu tả huấn luyện viên Ten Hag là kẻ nói dối khi loại anh khỏi trận thua Arsenal hồi tháng trước. Chiến lược gia Hà Lan đánh giá thấp thái độ tập luyện của cậu học trò, thêm với việc đi trễ liên tục nên đã quyết định hành động cứng rắn với Jadon Sancho. Ten Hag tin rằng sau khi loại bỏ thứ virus độc hại, phong thái độ MU trở nên quy củ hơn. Tinh thần chiến đấu của bầy quỷ đỏ cũng vừa được thể hiện rõ nét trong chiến thắng kịch tích 2-1 trước Brentford mới đây. Nếu Sancho đưa ra lời xin lỗi, mọi thứ có thể được bỏ qua. Tuy nhiên, bản thân anh vẫn cho là mình đúng và mối quan hệ giữa hai thầy trò dường như không thể cứu vãn. MU sẽ tống khứ Jadon Sancho vào đầu năm tới và họ sẵn sàng trợ cấp một phần lương 300.000 bảng mỗi tuần của anh ấy nếu đạt thỏa thuận cho mượn với một câu lạc bộ khác. Juventus cùng Borussia Dortmund đều bày tỏ sự quan tâm đến Sancho. Mặc dù vậy, họ chỉ xem xét lượng chứ không chấp nhận chi số tiền chuyển nhượng 60 triệu bảng như phía MU yêu cầu. Thời gian bị cách ly khỏi đội hình chính và không được thi đấu sẽ khiến giá trị chuyển nhượng Jadon Sancho suy giảm mạnh. Hai năm trước, MU từng phải bỏ 73 triệu bảng để rước Sancho về từ Dortmund. Được đặt nhiều kỳ vọng nhưng cầu thủ người Anh lại mang đến nỗi thất vọng lớn